Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 4. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 25. Phép nhân phân số, tìm phân số của một số, phép chia phân số. Bài số 1 tính 4/5 nhân cho 6/7. Cái phép nhân phân số thì nó đơn giản so với lại phép cộng và phép trừ. Khi nhân thì chúng ta không có cần quy đồng gì hết, chúng ta lấy tử ta nhân cho tử, mão ta nhân cho mão, nó rất là dễ hơn so với cái cộng và trừ. Và như vậy chúng ta sẽ lấy 4 này, ta nhân cho 6 này, tử nhân tử đó, mão thì 5 ta nhân cho 7 này, 4 nhân 6 là 20, 14 này, 7 nhân 5 là bằng 30, 15. Rồi cái này 2 ta nhân cho 3, ở dưới là 3 ta nhân cho 5. 2 nhân 3 là bằng là 6, 3 nhân 5 là 10, 15. Chúng ta rút gọn ra thì chúng ta sẽ được là 2/5. Bài này 1 ta nhân cho 1, ở dưới là 2 ta nhân cho 3. 1 nhân 1 là bằng 1, 2 nhân 3 là bằng 6. 1 ta nhân cho 5, cộng dưới là 5 ta nhân cho 7. 1 ta nhân 5 là bằng 5, ở dưới là 5 nhân 7 là bằng 30, 15. Chúng ta rút gọn ra thì chúng ta sẽ được là 1/7. Chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 2 tính thêm mão. 2/3 ta nhân 4, 2 ta nhân 4, cậu này là 3. Nè, có nghĩa cái này thì 4 này chúng ta sẽ lấy mão là 1 cho nó dễ nhìn, được không? 4 ta nhân cho 2, có nghĩa là tử nhân tử là 4 nhân 2, còn 3 ta nhân 1 là bằng 3. Như vậy là số 1 này người ta họ bỏ luôn. Người ta chỉ lấy là cái tử nhân với nhau thôi. Như vậy cái này thì chúng ta làm theo cái mão này thì chúng ta sẽ có là 3 này ta nhân cho 5. Và ở dưới này là 4, vậy là 3 nhân 5 là 15. Phần 4. Cái này cũng vậy, 1 ta nhân cho 2, cộng dưới là 3. Vậy là bằng là 2/3. Và cái này thì đây cái bài mẫu đây, 4 ta nhân cho 2/3, vậy là ta lấy 4 ta nhân cho 2, còn 3 chúng ta giữ nguyên. Thì cái này cũng tương tự giống như vậy, ta lấy mẫu là 1 cho nó dễ nhìn, thì tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 4 nhân cho 2, còn 1 nhân 3 thì một số 1 thì nhân 3 cũng là bằng 3, cho nên người ta họ không lấy, ta bỏ luôn. Rồi cái này là 3 ta nhân cho 4, này là 5, đây là bằng 10, 12/5. 3 ta nhân cho 1 trên 4 bằng 3/4. Bài số 3 tính bằng hai cách. 2/3 nhân cho 4/5, rồi cái này nhân cho 5/6. Rồi cách thứ nhất thì chúng ta nhân cái này vào, được không? Ta nhân cái này vào, 2 ta nhân cho 4, còn này là 3 ta nhân cho 5, rồi cái này chúng ta sẽ nhân 5/6, chúng ta giữ nguyên. Rồi hai này nhân nhau là có nghĩa là bằng là 8/10, 15. Rồi ta nhân tiếp cho 5/6. Rồi ta nhân vào là ở trên là được là 40, còn dưới là được là 5 x 6 = 30, với 0 là như 3. Như vậy là 90. Rồi bài này thì cũng giống bài này thôi, nhưng mà chúng ta sẽ làm là cách 2. Cách 2 chúng ta sẽ nhân 2 này trước, được rồi, 2 này trước. Như vậy là 2/3 chúng ta giữ nguyên này. Rồi ta nhân cho 4 ta nhân cho 5 này, rồi 5 ta nhân cho 6 này. Cái bài này chúng ta rút gọn ra cho 10, như vậy là bằng 4/9 ha. Rồi cái này, rồi 2/3 chúng ta giữ nguyên này. Ta nhân cho cái này là được là 20 này, cái này là được là 30 này. Rồi hai này chúng ta nhân nhau, 2 ta nhân cho 20 được là 40, cái này là 3 ta nhân cho này là được là 90.
ta đơn giản đi cho 10 nha, còn lại là 4/9. Bài này chúng ta sẽ cộng hai này vào. À, rồi sau đó ta nhân cho 1/5. 1/5 thì cái này chúng ta sẽ quy đồng. Ta quy đồng cho 6 ha, mẫu 6 ha. Như vậy là 3. Này là 6 cộng cho 2/6. À, ta nhân cho 1/5. Rồi như hai này chúng ta lại cộng vào thì là bằng là 5/6. Ta nhân cho 1/5. 5 x 1 là bằng 5. 5 x 6 là bằng 30. Chúng ta rút gọn, chúng ta sẽ được là 1/6. Cách 2 thì chúng ta gọi là nhân phân phối vào. Nhân này vào đây. Nhân cái này vào đây. Như là 1/2 này. Ta nhân cho 1/5 này. Rồi ta cộng cho 1/3 này. Ta nhân cho 1/5 này. Rồi hai cái này chúng ta sẽ nhân nhau. Nhân nhau thì chúng ta sẽ được là 1 x 1 là bằng 1. 2 x 5 là bằng 10. Ta cộng với cái này là gì đây? 1 x 1 là bằng 1. 3 x 5 là 15. Rồi cái này chúng ta lại quy đồng. Quy đồng rồi chúng ta cộng lại. Quy đồng thì chúng ta sẽ lấy mẫu chung là 150 là 15 trên 150. Ta cộng cho cái này là 10 trên 150. Rồi hai này cộng lại là được là 25 trên 150. Chúng ta rút gọn ra. Chúng ta rút gọn ra thì cũng bằng là 1/6. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Đúng thì ghi D, sai thì ghi S. Này là 1/3 cộng với lại là 2/3 nhân 3/4 bằng 3/3 nhân với lại là 3/4. 3/3 ở đâu ra đây? Như vậy cái này là bắt buộc chúng ta phải làm nhân, làm phép nhân này trước chứ, đúng không? Đây nè, chúng ta phải làm phép nhân này trước. Nhân này trước có nghĩa là ngay chỗ này thì chúng ta sẽ được là 2 ta nhân cho 3 là bằng 6. Còn dưới này là 3 nhân 4 là bằng 12. Như vậy cái này chúng ta sẽ tính ra và rút gọn ra. Rút gọn ra thì chúng ta sẽ được là 1/2 này. Đó. Cái này nhân nhau và rút gọn ra thì được bằng 1/2 này. 1/2 ta cộng với lại là 1/3 này. Còn cái này 1/3 này sao cộng với này được? Cái này là phép nhân, phải làm phép nhân trước. Vậy là cái này là sai. Bài này thì sao đây? À, bài này là cũng giống như vậy, nhưng mà người ta họ làm cái phép nhân này trước. Như vậy là hợp lý này. Phép nhân này trước thì nó ra là bằng là 6/12 thì chúng ta rút gọn bằng 1/2 á. Mà chúng ta không rút gọn, chúng ta để chúng ta quy đồng luôn cũng được, được không? Như là 1/3 chúng ta giữ nguyên nè. Ta cộng với lại là 6/12, hai này nhân nhau ra đây. Rồi cái này là mẫu 12, cái này mẫu 3. Vậy là thành ra là, dạ cái này đúng nè. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5. Từ một tấm vải dài 20 mét, người ta cắt ra 2/5 chiều dài tấm vải để may áo. Hỏi tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét? Như vậy tấm vải dài 20 mét mà cắt ra 2/5. Giờ ta lấy này, ta nhân cái này thì chúng ta sẽ tính ra cái số mét vải cắt. Số mét vải cắt được ra bao nhiêu đấy? Thì ta lấy cái này ta trừ cho số mét vải cắt thì ra cái tấm vải còn lại. Số mét vải
ra là ta lấy 20, ta nhân cho 2 phần 5 bằng là 20, ta nhân cho 2 trên 5, vậy là 20 ta nhân 2 là bằng 40, 40 ta nhân trên 5 là bằng là 8, 8 mấy. Rồi ta lấy 20 ta trừ cho 8, số mét vải, tấm vải còn lại là 20 ta trừ cho 8 mét cắt ra thì còn lại là 12 mét. Đáp số 12 mét. Chúng ta qua bài số tiếp theo là bài số 6. Bài số 6 thì là chia phân số. Thì khi mà chia phân số thì phân số đầu tiên chúng ta giữ nguyên. Và dấu chia nó trở thành là dấu nhân. Và phân số sau này chúng ta đảo ngược lên, tử thành mão, mão thành tử. Rồi, tới đây thì chúng ta sẽ nhân vào. 4 x 2 là bằng 8, 3 x 3 là bằng 9. Phân số đầu tiên chúng ta giữ nguyên. Dấu chia đảo thành dấu nhân. Cái tử thành mão, mão thành tử. 10 phần 10 12 rút gọn ra còn là 5 phần 6. 1 phần 2 chúng ta giữ nguyên. Dấu chia thành dấu nhân. 3 phần 4 trở thành là 4 phần 3 bằng 4 trên 6. Vậy là chúng ta rút gọn ra chúng ta còn là 2 phần 3. 1 phần 6 giữ nguyên. Dấu chia trở thành dấu nhân. 3 phần 1 bằng 3 phần 6 rút gọn ra còn 1 phần 2. Bài số 7, đúng thì ghi D, sai thì ghi S. 3 phần 4 là chia cho 4 phần 5 thì có nghĩa là 3 phần 4 chúng ta đi im nè, dấu chia thành dấu nhân nè, 5 phần 4 là bằng 10, 15 phần 10, 16. 15 phần 16 mà đây là 3 phần 5 là sai. 3 phần 4 chia 4 phần 5 cũng y chang như đây luôn. Mà 15 phần 6 đây chúng ta mới vừa tính xong. Như vậy cái này là đúng. Bài này 1 phần 4 dấu chia thành dấu nhân. 8 phần 1 bằng 8 phần 4 nghĩa là bằng là 2. 2 mà này 1 phần 2 là sai. Cái này cái đề cũng y chang như bằng 2. Như vậy là đúng. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8. Một người có một tạ gạo, buổi sáng người đó bán được 2 phần 5 số gạo đó, buổi chiều bán được 3 phần 4 số gạo còn lại. Hỏi sau 2 buổi bán người đó còn lại là bao nhiêu kg gạo? Bây giờ người ta nói là một người có là một tạ gạo, buổi sáng thì bán được là 2 phần 5 số gạo đó, buổi chiều bán được 3 phần 4 số gạo còn lại. Như vậy số gạo còn lại thì chúng ta phải trừ cái số gạo mà buổi sáng bán này. Rồi hỏi sau 2 buổi cửa buổi sáng hỏi sau 2 buổi bán gạo người đó còn lại là bao nhiêu kg gạo. Chúng ta chú ý là đây là người ta họ cho tạ này, đây người ta họ cho là kg này. Như vậy chúng ta sẽ đổi cái tạ này ra, được không? Trước mắt là chúng ta sẽ đổi là một tạ bằng là 100 kg. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tính cái số gạo buổi sáng bán. Ta lấy 100 ta nhân cho 2 này thì ra được số gạo buổi sáng bán. Số kg gạo buổi sáng
bán được là một trăm, ta nhân ra hai phần năm bằng 100, là nhân 2 là 200, 200 mà ta chia cho 5 là bằng 40 kg. Rồi chúng ta tính cái số gạo còn lại sau khi bán buổi sáng. Số kg gạo còn lại sau khi bán buổi sáng là ta lấy 100 kg, ta trừ cho 40 kg là buổi sáng bán này, vậy là còn lại là 60 kg gạo. Rồi tiếp theo người ta nói là buổi chiều là bán được 3 phần 4 số kg còn lại, là số kg còn lại là số này. Số kg gạo buổi chiều bán được là ta lấy là 60, ta nhân cho 3 phần 4 bằng bằng là 45 kg gạo. Rồi tiếp theo người ta là hỏi sau 2 buổi bán gạo người đó còn lại là bao nhiêu kg gạo. Ta lấy 60 ta trừ cho cái buổi chiều bán nè, còn lại số kg gạo còn lại sau 2 buổi bán là 60, ta trừ cho 40, 15, vậy là bằng 10, 15 đơn vị là kg gạo. Đáp số mười lăm kg gạo. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.